nguyên Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa, từ Phó Tư lệnh uy quyền đến khởi tố. Nguyên Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa vừa bị cơ quan chức năng khởi tố về vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát. Trước khi bị khởi tố, bà Thoa giữ nhiều chức vụ quan trọng. Ngày 10 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với bà Hồ Thị Kim Thoa, nguyên Thứ trưởng Bộ Công Thương. Bà Thoa bị khởi tố để điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Cũng giống như nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, bà Thoa được cơ quan điều tra cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú. Trước đó, ngày 29 tháng 8 năm 2017, Bộ Công Thương đã ban hành quyết định về việc bà Hồ Thị Kim Thoa nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2017. Trước đó, ngày 16 tháng 8 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định miễn nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công Thương đối với bà Hồ Thị Kim Thoa. Nguyên Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa từng giữ nhiều chức vụ. Được biết, trước năm 1992, bà Thoa công tác tại Phòng Tài vụ Công ty Xuất nhập khẩu Tạp phẩm Thocontap, Bộ Thương mại, nay là Bộ Công Thương. Bà Thoa bắt đầu làm việc ở Điện Quang từ tháng 6 năm 1992 với vị trí là cán bộ nghiệp vụ phòng kế hoạch vật tư công ty Điện Quang, rồi lần lượt được lên chức phó trưởng phòng, rồi trưởng phòng kế hoạch vật tư công ty bóng đèn Điện Quang vào tháng 12 năm 1993. 3 năm sau, bà Thoa được thăng chức làm giám đốc điều hành kinh doanh công ty bóng đèn Điện Quang tháng 6 năm 1996. Giữ vị trí này được gần 4 năm, bà Thoa trở thành tổng giám đốc tháng 4 năm 2000. Khi ấy, bà Thoa 40 tuổi. Từ năm 2000 đến 2005, bà Thoa là bí thư đảng ủy, tổng giám đốc công ty và từ 2005 đến 2010 là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc của công ty Điện Quang. Trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công Thương vào năm 2010, bà Hồ Thị Kim Thoa đã có 18 năm công tác tại công ty cổ phần bóng đèn Điện Quang. Được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương ngày 12 tháng 5 năm 2010. Từ tháng 5 năm 2010 đến nay, em trai ruột của bà là ông Hồ Quỳnh Hưng giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang. Từ ngày 16 tháng 8 năm 2017, miễn nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công Thương. Nhiều lần bị kỷ luật. Trước khi làm chính trị gia, được bổ nhiệm vào chức vụ Thứ trưởng Bộ Công Thương vào năm 2010, bà Hồ Thị Kim Thoa đã gây dựng sự nghiệp tại công ty cổ phần bóng đèn Điện Quang. Cũng từ đây, những lùm xùm về tài sản của vị Thứ trưởng đã gây xôn xao dư luận. Bà Thoa từng giữ các chức vụ bí thư đảng ủy, giám đốc công ty bóng đèn Điện Quang, bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc công ty cổ phần bóng đèn Điện Quang tháng 1 năm 2004 đến tháng 5 năm 2010. Tuy nhiên, theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thì trong giai đoạn giữ những chức vụ nói trên, bà Thoa đã có các vi phạm, khuyết điểm trong việc cổ phần hóa doanh nghiệp, quản lý đất đai. Đặc biệt, bà Thoa mua cổ phần vượt quy định, chuyển nhượng không đúng quy định cũng như kê khai tài sản không đúng, không đầy đủ. Những vi phạm, khuyết điểm của Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa được xác định là nghiêm trọng đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật. Theo thống kê, ở thời gian bà Thoa còn tại nhiệm chức vụ Thứ trưởng, sở hữu cả trực tiếp lẫn gián tiếp của bà này tại Điện Quang lên tới 11.782.431 cổ phiếu DPC, tương ứng 34,57% vốn điều lệ bóng đèn Điện Quang có giá trị hàng trăm tỷ đồng. Trong đó, cá nhân bà Thoa đứng tên sở hữu 1.686.415 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 4,91%. Cổ tức mà bà Thoa và gia đình nhận được hàng năm tại Điện Quang là hàng chục tỷ đồng, năm 2015 là 35,4 tỷ đồng. Bà Thoa sau đó đã bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định kỷ luật cảnh cáo. Tháng 11 năm 2018, bà Thoa thực hiện bán gần hết số cổ phần nắm giữ tại Điện Quang và giảm tỷ lệ nắm giữ tại doanh nghiệp này từ 5,4% còn 0,02%, tương ứng 6.415 cổ phiếu. Thương vụ này có thể mang về cho bà Thoa trên 38 tỷ đồng. Nữ Thứ trưởng lùm xùm vụ bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh. Trong quá trình bổ nhiệm, điều chuyển Trịnh Xuân Thanh từ khi ông Thanh là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí PVC về Bộ Công Thương và được bổ nhiệm hàng loạt chức vụ quan trọng tại Bộ trước khi về Hậu Giang giữ chức Phó Chủ tịch tỉnh. Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thì bà Hồ Thị Kim Thoa cũng có phần trách nhiệm cá nhân. Cụ thể, tại kết luận công bố hồi tháng 10 năm 2016, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kỷ luật khiển trách đối với bà Hồ Thị Kim Thoa vì vi phạm liên quan tới công tác cán bộ, có phần trách nhiệm về các vi phạm, khuyết điểm của Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2011-2016.
bà Thoa được cho là có trách nhiệm trong việc đồng ý với đề xuất tiếp nhận, bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh trái quy định, thực hiện không đúng nguyên tắc, quy định khi ký quyết định bổ nhiệm và điều động một số cán bộ. Nghỉ hưu 3 năm thì bị khởi tố. Ngày 28 tháng 7 năm 2017, ngay sau cuộc họp của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, bà Hồ Thị Kim Thoa đã viết đơn xin nghỉ việc nhưng không được chấp nhận vì đang trong giai đoạn xem xét kỷ luật. Ngày 8 tháng 8 năm 2017, Văn phòng Trung ương Đảng ra thông cáo báo chí, theo đó Ban Bí thư quyết định miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương và đề nghị Thủ tướng miễn nhiệm chức danh Thứ trưởng Bộ Công Thương đối với bà Hồ Thị Kim Thoa. Ngày 16 tháng 8 năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định miễn nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công Thương đối với bà Hồ Thị Kim Thoa. Như vậy, kể từ ngày 16 tháng 8 năm 2017, bà Hồ Thị Kim Thoa đã không còn là Thứ trưởng Bộ Công Thương. Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, bà Hồ Thị Kim Thoa là công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương và không còn là đối tượng nghỉ hưu ở tuổi cao hơn theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 53/2015/ND/CT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ công chức. Đến ngày 29 tháng 8 năm 2017, thì Bộ Công Thương ban hành quyết định về việc bà Hồ Thị Kim Thoa nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội kể từ mùng 1 tháng 9 năm 2017. Gần 3 năm sau khi nhận quyết định nghỉ hưu, bà Hồ Thị Kim Thoa bị khởi tố. Xem thêm video, miễn nhiệm chức Thứ trưởng của bà Hồ Thị Kim Thoa.